Mình ơi, anh đi làm đây. Chờ em tí em bảo. Sao đấy? Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Vợ hỏi lạ thật. Hôm nay là ngày thứ 6 chứ ngày gì? Đúng rồi, thế mai là ngày gì? Nếu không có gì thay đổi, nó là thứ 7 thôi. Đúng rồi, mai là ngày thứ 7. Mà lịch âm thì là 23. 23 là ngày gì? 23 là ngày ông công ông táo nhá. Mà cũng không có gì thay đổi thì 7 ngày nữa nó sẽ là đêm 30 Tết. Anh cứ đưa em đưa tiền em muốn đi sắm Tết chứ. Hôm trước anh vừa đưa tiền cho em rồi đấy. Tiền đấy á, chỉ đủ tiền sinh hoạt chi tiêu trong gia đình thôi. Đóng tiền học cho con thôi. Còn bây giờ chồng mà muốn sắm Tết nhá, cho nó trang hoàng nhá, thì á, chồng phải đưa em thêm 1 tháng. Nhưng mà anh đã có thưởng đâu. Mà năm nay công ty làm ăn thất bát lắm. Anh sợ là... Sợ gì mà sợ? Không có thì đừng mà sắm Tết. Ồ, có khi là công ty anh sản xuất giấy vệ sinh. Nếu mà không có tiền thưởng thì người ta trả bằng giấy vệ sinh cho em ạ. Năm ngoái cũng tặng giấy vệ sinh, năm nay cũng thưởng giấy vệ sinh, không cần lấy nữa. Khổ quá, anh có tiếc gì em đâu. Tiền bạc trên người anh đưa hết cho em rồi. Đây, em nhìn đi. Ví của anh còn mỗi 10 mấy nghìn tiền lẻ. Phải xin lỗi đâu, lỗi là ở anh. Bây giờ mà có ông Bụt hiện lên, anh sẽ ước ngay một điều. Mà mình có biết anh ước gì không? Anh ước cái gì? Nói thật là anh sẽ không ước mình trở nên đẹp trai hay là được làm giám đốc. Anh chỉ ước một điều duy nhất thôi. Điều gì? Đó là tiền hãy từ trên trời rơi thẳng vào đầu vợ. Để vợ phải đi sắm sửa Tết, ăn diện. Như thế là anh vui lắm rồi, anh không cần gì cho bản thân mình cả. Anh làm em xúc động quá. Em không bao giờ nghĩ là chồng em mới đáng yêu như thế đâu. Thôi, mình dọn dẹp nhà cửa nhá. Anh đi làm đấy. Đi nhá, chiều về sớm với vợ nhá. Được rồi, đi anh nha. Đi đây. Trời ơi, người đâu mà đáng yêu thế không biết nữa. Chồng mình là nhất thôi. Ôi trời ơi, lâu ngày không dọn dẹp sao nó bẩn thế thế này. Mình ơi, anh đi làm về đây Mình ơi. Mình ơi, có cơm nước cho anh đói quá. Quái lạ giờ này đi đâu không biết. Giấc cái đã. Không hiểu tiếng Việt. Hello, what's your name? How are you? You very so beautiful, so ngon. Hi, my name is Nụ. Nụ. Em đây. Ôi trời ơi, mình đây à? Em đây. Trời ơi, mình lên đồ trong. Ngon quá, anh không nhận ra. Anh trông có xinh không? Quá xinh. Trông có đẹp không? Cực đẹp. Trông có sexy lady không? Úi dồi, cứ phải gọi là sexy. Em nói cho mình biết nhá, điều quan trọng ở đây là em thấy em còn đang rất giống cái điều ước sáng nay của anh nhá. Điều ước của anh á? Anh ước cái gì nhỉ? Sao anh quên ấy nhỉ?
không phải là sáng nay anh ước ý, là nếu như anh có một điều ước thì anh sẽ không ước gì cho bản thân mình cả. Mà anh chỉ ước làm sao vợ anh ý có tiền rơi đây vào đầu nhá, tha hồ như thoải mái đi mua sắm sắm Tết vô tư luôn. Ôi, này này này, thế là tiền từ trên trời rơi xuống thật hả vợ? Đúng là có tiền rơi thật, nhưng mà không phải là trên trời rơi xuống, mà là ở trong tủ giày của anh rơi vào em. À, trong tủ giày á? Đúng rồi đó, người ta còn gọi là quỷ đêm. Mợ là mợ cứ chết với cả mẹ đấy. Chị ơi, em biết là như thế, nhưng mà bây giờ em đi ra ngoài đường không được đâu chị ạ. Chị biết không, thằng Mít nhà mình nó có như mấy thằng cu khác đâu. Nó khó tính khó nết lắm. Bây giờ mà không có em ở nhà, trông nó không giống lên ai mà dỗ được. Mợ cứ đi đi, để nó trông trông. Nhưng mà người ta bảo em là bây giờ đang trong giai đoạn cữ, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Em đi ra ngoài đường bây giờ nhưng mà gió máy nó giật cho một cái nhá, ốm lăn quay ra đấy về mệt lắm chị ạ. Làm như là một mình sinh nở ấy. Thôi được rồi, bây giờ mợ bảo là mợ kiêng gió thì mợ làm ở trong chó cũng được nhá. Tết này, nhà người ta là lau cái sàn gỗ này là bóng loáng lên, sờ tay nó phải két két như này này. Mợ xem nào, mợ đi lau sàn. Ai u đau quá chị. Ai đấy đấy, chị chịu nghe cực phát không? Em không hiểu sao bây giờ cứ đứng lên ngồi xuống là nó cứ kêu khưng rắc kìa chị ạ. Dạo này em yếu quá chị ạ, xinh đẹp xong người ngợm nó mỏi không làm ăn được cái gì. Mà hôm qua em cũng định là em quét nhà em lau nhà đấy, nhưng mà nó vừa cúi xuống một cái là thôi nằm luôn tại chỗ luôn. Có nghĩa là lại không làm được cái gì? Chị giúp em với. Thế thì thôi nhá, đi ra máy giặt phơi cái chăn lên. Ôi thì không được chị ơi, bây giờ ra đấy thì chị nhìn đi kìa, gió nó cứ phần phật đấy kia, nhưng ra nó giật cho một cái méo mồm lăn quay đấy à, rồi à, khổ thân cháu bác ra, rồi cháu bác mà ốm theo em chết mệt đấy chị ạ. Làm như là một mình biết sinh biết đẻ, sao mà khéo chọn ngày đẻ thế. Chị nói thế là hơi bị nhầm rồi đấy nhá. Em nói chị nghe nhá, mấy ông bà hàng xóm nhà mình sang nhà mình chơi thăm thằng Mít nhá, ông bà cứ khen là ôi dồi ôi con mẹ khéo thế, đẻ thằng cu đúng vào mùa xuân nhá, là cái mùa đâm chồi nảy lộc nhá, cây cối thì sinh sôi, đẻ vào ngày tháng này thì cả đời là có như may mắn nhá, thuận buồm xuôi gió. Ôi dồi ôi, sau này chị mà có con nhá, chị đẻ con sinh được ngày này chị mới hiểu được. Mợ cạnh khỏe ai đấy? Em có nói gì đâu. Tôi không lấy chồng đấy, tôi không sinh con đấy. Tôi cứ ở như thế, tôi ăn cho nó béo mầm lên đấy. Chị ơi, thằng Mít nó dậy, em xin phép ạ. Đau. Mỏi quá. Mợ đang ở cữ, mắt là không được nhìn nhiều điện thoại, tivi. Rồi mai mốt nó quáng gà ra đấy thì làm sao? Không được xem. Tôi buồn cười thật đấy. Úi dồi ôi, cái mồm anh quang tèo kìa ấy rồi. Ngon ngọt quá đi, đi vào trong một mít đi. Thank you.
Chị Tú ơi. Ơi. Sao em bảo này? Đi ra đây. Ôi nhanh lên nhanh lên. Chị em đây. Bảo này. Em quên mất có chuyện quan trọng này, chưa buồn với chị. Hàng xóm nhà mình mới đến, ui dồi ôi, xoái ca đẹp trai dã man luôn chị ạ. À. Đầu bồng chất nghệ như đẹp trai như tài tử điện ảnh luôn. Mà em nghe nói nhiều như đang độc thân chị ạ. À. Em đảm bảo với chị nhá, với cái nhan sắc mỹ miều của chị nhá, mà sang gặp anh ấy thì đổ dầm dập luôn. Ở đâu mới đến? Ở nhà bà Nhật đi. Thế Tết rồi mà bà Nhật vẫn cho thuê nhà? Vâng, bà vẫn cho thuê mà. Em nghe đâu bảo là hôm qua vừa chuyển đồ vào đấy. Ôi, thế sao chị có nhìn thấy nhờ? Em ơi, em nhìn thấy thôi. Thế mà bây giờ nói với chị. Em quên. Này, thế chị mặc này được không? Ai ăn mặc thế này, ăn mặc cái này đi ra ngoài đấy như mất điểm luôn. Em bảo này, chị vào trong phòng em, chị lấy cái váy hở vai mà bên có bên không, cánh cục cánh xòe, chị diện vào cho em, chị ra đấy nhưng trời ơi, đảm bảo là anh chết đổ dập chị luôn. Này, có nghĩa là cái váy ấy là một mất một còn. Đúng rồi. Lên đi anh. Có gì em quên điện thoại của em. Tí quên. Nhanh 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 chị nhá. Cái nữ bà mà đòi có soái ca giết đi á, mà cái lôi có ấy. Ôi, ngồi đi mà thử nhá, nhiều soái ca lắm. Tết nhất là không có gì ngon bằng bánh chưng với hành muối nha. Hay. Hay. Anh à. Em đang làm trò gì đấy? Em đang tập thể dục nhịp điệu chứ còn đang làm gì nữa. Anh nhìn thấy à? Đang lành lại tập thể dục. Em đang muốn giảm cân. Anh giảm thấy không? Cân. Nhìn em trông giống cái con voi không? Em không thích chúng nó gọi em như thế. Nên là kiểu gì kiểu em phải giảm cân. Với lại Tết nhất đến nơi rồi. Ui giời. Em lên kế hoạch giảm cân hàng trăm lần rồi. Đã bao giờ thành công đâu. Những lần đấy khác, lần đấy khác. Mà em giao quyết tâm rồi. Trong vòng một tuần em sẽ giảm được 2 cân đó. Thật không? Xong thật. Em muốn cá với em không? Cá cái gì? Nếu mà trong vòng một tuần em giảm được 2 cân thì anh sẽ phải dọn dẹp nhà cửa đón Tết thay cho em. Còn không thì sao? Còn nếu không thì em tự làm hết, không cần anh phải hỗ trợ, anh muốn đi đâu thì đi thôi. Em nhớ mồm ấy nhá. Nhớ sao nhớ. Mà đã có cơm chưa? Anh đói quá rồi. Ngồi đây anh. Sao cơm lại toàn rau thế này? Cân toàn rau là đúng chứ còn gì nữa. Đấy, em quên. Không được ăn tinh bột. Tinh bột béo lắm. Bỏ cơm luôn. Nhưng mà em giảm cân chứ anh có giảm đâu. Không có thịt là anh ăn được. Anh thì ăn cơm với thịt, còn em thì chỉ ăn rau thôi. Bây giờ anh ngồi ăn như thế thì thử hỏi em có chịu nổi không. Nói tóm lại là hai vợ chồng phải cùng chung chí hướng với nhau, giảm cân. Thế thôi nhá. Vô lý thật sự. Đây. Xem nào. Ôi, xúc xích ngon thế không biết. Em đi à? Ngồi xuống ăn với anh cho vui. Ăn cái gì mà ăn? Anh đi mà ăn một mình đi. Anh nhớ là em đang phải giảm cân à? Anh quên mất. Thế 2 ngày vừa qua em giảm bao nhiêu cân rồi? Em giảm được cân rồi đấy nhá. Hẳn 2... 2 cân á? 2 hoa. 2 hoa cơ à? Ờ. Cố lên em, cố lên em. Sắp giảm được nữa rồi. Thôi. Ăn no quá. Anh em phải đi tập thể dục giống em đây cho nó giảm cân. Cố gắng nhá. Một tuần em giảm 2 cân. Anh nói cho em biết nhé. Cứ cái đà ăn này một tuần em phải lên 20 cân ý. Chứ đòi giảm cân nào? Cho em. Cứ miễn làm sao nhá. Một tuần em giảm 2 cân là được. Đấy là việc của em nhé. Được rồi. Anh sẽ chờ xem. Nhưng mà anh khuyên em nên xác định tư tưởng sẵn là dọn nhà một mình đi nhá. Anh đi tập thể dục đây. Này. Quyết tâm.
quyết tâm. Đã thế nhá, ăn cho bao tức. Anh đi đâu ấy? Anh đi cà phê tất nhiên với mấy đứa bạn. Anh đi cà phê á? Giờ này nhà cửa thì bừa bộn như thế này, chẳng dọn dẹp được gì cả. Tết nhất đến nơi rồi, anh đi cà phê. Ở nhà dọn nhà với em đi. Hôm nay không dọn xong thì để ngày mai, mai chưa xong thì để ngày kia làm luôn. Miễn sao cứ 30 Tết nhà cửa sạch sẽ là được em ạ. Anh không muốn đi đâu nhá. Anh mà đi tối nay về em không nấu cơm cho anh ăn đâu. Thì đằng nào cơ cũng chỉ có mỗi rau thôi mà. Em không biết đâu. Thế em quên vụ cá cược rồi à? Bây giờ em mà dám nhảy lên cái cân, mà cân của em dưới 50 cân thì anh sẵn sàng làm hết việc nhà cho em. Thế nào, có dám chơi không? Anh đã bảo rồi, không những em không giảm được cân mà còn lên mấy cân ý. Thôi, chịu khó ở nhà dọn dẹp đi nhá. Anh đi cà phê đây. Trời ơi, đã chả giảm được cân nào thì thôi, bây giờ lại còn một mình dọn nhà nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.